Vụ việc được cho là đã xảy ra tại một cửa hàng bách hóa ở huyện Bắc Yên, Sơn La. Một người đàn ông nước ngoài sau khi mua hàng thì tiến tới quầy thực hiện giao dịch tính tiền. Sau khi tính tiền xong, người đàn ông này lại muốn đổi một tờ tiền ngoại tệ, phải yêu cầu được đếm lại số tiền mà người nhân viên đang tiến hành đổi cho mình. Với thao tác đếm tiền liên tục, cộng thêm cách nói chuyện của ông ta đã khiến người nhân viên bị phân tâm. Đến khi người nhân viên lấy tiền lại thì ông ta đã rất mau lẹ rút đi mất tờ tiền ngoại tệ trị giá trên 10 triệu đồng và nhanh chóng nhét vào túi quần như thế này. Thank you.